cái gì đây rồi chào khán giả coi. Ủa, chào được không? Chào luôn. Chào. Bây giờ chưa ai chào hết đó, em cũng chào đi. Sợ muốn chết luôn anh. Tính chụp điện thoại chạy luôn. Tụi mình hơi xuống trễ chút xíu. Hôm nay tụi mình ăn chay toàn là ăn nấm không à? Đó, là xong dở dưới coi cái nấm bự hơn. Không, nấm này nấm đỏ. À, còn người ta món này là món gì đây? Nấm chấm sốt cà. Nấm chấm cà. Nhìn cái món này quen quá ta. Hình như là mình đã từng ăn rồi đúng không? Chị Di ăn chưa? Em ăn 3 lần rồi. Ăn 3 lần hả? À. 3 lần luôn à? Đâu, mình chưa ăn lần nào luôn á. Buồn dễ sợ buồn. Này bò đó thì hồng đó. Cái gì đấy? Không, nó trả lại mà. Trả hả? Chay mà. Ăn chay đi. Bò này. Trả luôn. Ui, cái gì vậy? Ui, sao sợ... bỏ này hả? Mình sợ cháy cồn lắm. Chưa. Ủa, có ngồi cái khác không vài cồn không? Bữa đây thấy cồn sợ bỏ xăng vô chứ. Phải có xăng chứ. Vậy mà cừ cả ngày không. Không? Dạ, cừ cho nó vui á. Đúng rồi. Không có gì phải cừ. Cái này thì mình ăn sao? Để em nhắn tin đọt mồm bây giờ. Sốt này hả? Dạ. Bữa nãy mình chưa có ghi lại được những cái hình ảnh mà công đoạn làm trả lại. Chắc mình trả lại nên anh lát mình đi dạo một xíu qua mấy vườn cây hay. Dạ. Yeah. Lát nữa mình đi xuống coi hai con hổ thử đi. À, đúng rồi. Cái quan trọng là cái con cọp. Chứ là con cọp. Ừ. Hổ tỉnh mình nhìn hiền hậu lắm, nhìn lắm, nhìn mà tại sao mình thắc mắc một điều là sao con hổ người ta không có làm cho nó ra hồ mà tại sao lại làm một con hổ nó khác đi? Bây giờ mình không làm cho nó đúng mảnh được thì mình làm cho nó cu tê. Ồ. Em biết không? Em sao biết vậy? Em biết tại sao? Vô. Tại sao lại ăn cái món này ngon? Dạ, chắc niềm tin trao cho nhầm. Ủa? Người hoặc là đúng người. Ờ, cái này là chay nữa hả? Bò giả, bò giả, mít mít anh. À, chay, hay với ta. Nhìn thơm quá, ngon quá. Thì món này người ta gọi là món bò sốt kim châm. Không, cái này là hẻm. Trứng chưa, trứng chưa. Hẻm à? Cái này hẻm. Bò sốt hẻm. À, đúng rồi đó, cái tên bò là bò sốt hẻm. Này là hẻm. Trứng nha. Trứng hả? Chưa bỏ trứng. Không ăn đi. Rồi, không này mềm luôn rồi nè. Ăn đi, để em lấy. Em cầm cho anh ta ăn đi. Chị Vy đang hơ bánh mì cho nó giòn. Hơ bánh mì hả? Cái gì mà hơ bánh mì? Dạ, răng mình yếu, ăn phải giòn giòn á. Chứ nhai, dai là nhai không ạ? Ngược lại chứ, phải dẻo ăn mới đỡ đau răng chứ. Rồi, em ăn xong, ăn chấm trong đây luôn hả? Không. Cái này là mình múc ra ngoài gì nè, miếng đó. Cho miếng. Nãy có muỗng nè chị. Nào dưới lên nha, để nó cháy nha. Có cái muỗng. Đây là muỗng này chị. Bên em có một cái. Ngon chứ hả? Một miếng nước vô. Đây là sốt mè. Sốt mè. Cho miếng lên. Có kim chi nữa nè chị. Cắn một miếng kim chi nữa là hơi bị khó. Muỗng đây, kim chi đây. Cái này là cái mà phụ nữ rất là phái nè. Đúng rồi. Con gái rất là phái. Cái này là em ăn thêm. Em ăn xì dầu hơn. Cái gì em cũng ăn xì dầu. Đó. Rồi ăn xong. Rồi cái này thăm. Phải cắm tờ không? Phải cắm tờ. Rồi mình để lên. Đúng không? Để lên. Đây. Rồi. Còn là mấy rồi? Nóng rồi. Nóng mà anh ăn nóng mới ngon. Cái này mà ăn nguội ăn không ngon. Đây. Vừa ăn vừa thổi ấy. Ức ức. Nhớ có khi. Xin mời cả nhà. Mời mọi người nhé. Nhìn chín hả? Chín là số gì vậy? Thế gọi là đã. Đã. Bây giờ mới đi ngoài gió vô là lạnh lắm. Vừa ăn ấm. Phê. Bò nó vừa chín tới anh, nó ngon lắm luôn ấy. Ngon hả? Nó ngọt, nó thơm mùi bò. Trời, chút chua chua. Thơm mùi heo chứ. Một chút chua chua cũng me nữa. Em bao giờ anh đi ăn đi. Em một miếng rồi thử em thử. Bỏ lên đây nè. Múc lên đi. Múc lên đây nè. Kéo thêm cái kim chi nữa kìa. Mình là mình ăn cái này. Ai giới thiệu cô ca nó chết. Ngon. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn. Hình như ở trong Sài Gòn cái món này gọi là cái gì, bò đó, bò nướng phố hả? Trong đó là phố hay gì đó. Mình là tỉnh nhỏ, mình là kêu hẻm. cái bò sốt, sốt đây là sốt hẻm này, cái này là hẻm này. Cái sốt hẻm. Cái sốt này là hẻm này. Đó. Ăn bò trước anh nó dai. Ngon. Bò ngon. Ăn bao nhiêu lần mà vẫn mê hoài luôn á. Dễ ăn. Ngon, nấm kim châm cũng ngon nữa. Dai dai. Xong nghỉ đây đi, mình nghỉ xong mình bỏ thêm hàu lên đúng không? Mà hình như em thấy hàu ở đây hơi nhỏ nha. Hàu này không to như hôm bữa. Hôm bữa to hơn. Đói. Em đói. Bữa đây đi tầm 4 bữa. Ăn tết không? Ăn tết rồi. Lấy sức ăn tết. Tết này ăn hơi bị nhiều. Tết này ăn bánh trưng bánh tét, sớm nay lấy ăn. Ăn cái này gọi là lấy đà đấy, ăn tết. Ủa vậy tết năm nay có nhận hay có bánh tét không? Hay là chị Vy ra? Không hả? Buồn quá ha. Hình như gần nhà em có sao á. Lên coi. Gần nhà có, lên coi. Lên kiếm nhà ai quay lại. Nhà em cũng gói cho em ở. Chị Vy cũng gói. Nhà đấy chắc có nhưng mà làm cũng... Quá dữ luôn. Anh đi ăn đi. Cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sắm Gì TV. Hôm nay là đêm 23 Tết. Thì tụi mình theo yêu cầu của tất cả khán giả là đi review xem thử canh đêm ở chợ Ho có những cái gì. Thì đây mọi người đang thấy đó rất là đông, và bây giờ người ta đang đi đầy đường luôn. Vô luôn chị. Mình đứng đây cho an toàn xíu ấy. Các cả nhà cũng thấy rồi, đây là hổ, con hai con hổ 85 rồi, là hổ hổ 85 hổ lên Ninh Thuận mình. Thì không biết cả nhà nhìn thấy như thế nào, chứ Vy thì mới thấy nó rất là hiền luôn. Anh xin vô tí dễ xe đây. Nhưng mà em thấy hổ con nó hiền lắm luôn ấy. Không, cái này là hổ cha hổ mẹ, không thấy hổ con đâu. Cái này là chỉ có hai vợ chồng thôi. Cái như là cái nhìn phúc hậu lắm, phúc luôn á chị. Không biết quê của mọi người hổ. Không, kiểu như là nó thoát lên một cái vẻ đẹp gì đó rất là hiền từ đúng rồi. Nếu mà so sánh với mấy tỉnh khác á, thì em thấy tỉnh mình nhìn nó rất là hiền luôn, dạ thì đẹp, dễ thương. Hổ của những nơi khác thì đa số là nó kiểu là hùng hổ dạ, lên là mạnh, không rất là hoành tráng là nhưng mà nhìn nó hài lắm chị. Nhìn nó hài lắm. Đây này anh, đây là đặc sản của Ninh Thuận, nho với tỏi. Nho với tỏi là đặc sản của Ninh Thuận mình luôn. Hình như cái này hình như là có táo nữa kìa. Dạ. Táo, tỏi và nho là đặc sản của vùng nắng gió mình. Còn này cúc bi đúng không chị? Cái này là mâm xôi, cúc mâm xôi. À, cúc mâm xôi hả? Hình như nó chưa nở đúng không chị ha? Ừ, cái này ở trên nở này là chưa nở. Cái này Tết nở như vừa vừa dạ. Này. Không mà nhìn rất là cũng đẹp nha. Ơi, nhìn đẹp. Em cảm thấy tự hào là những con hổ quê mình. em rất là tự hào. Em thấy con nhỏ giống trà sữa. Trà sữa. Kiểu như tròn tròn á. Không, hổ mình đặc biệt cái là năm nay không biết dịch ở nhà ăn như thế nào, nhưng mà thấy nó cũng hơi tròn tròn. Ừ. Em thấy con nhỏ giống trà sữa. Trà sữa. Cái mặt nó giống. Đúng rồi, con trà sữa ở nhà đó. Nên là cũng khá là đẹp hơn. Thì bây giờ là đây ngày 23 Tết thì không khí với lại không gian ở đây thì mọi người đi ra đường đi mua sắm cũng rất là đông luôn. Dạ, đông lắm luôn. Đây là
cũng thấy là rất là cũng vui vui, có không khí Tết. Nhưng mà em thấy năm nay không có lạnh bằng năm ngoái ha. Năm nay thì nó không khí nó cũng lạnh nhưng mà nó không có lạnh như như những năm trước. Những năm trước thì không khí nó gắt hơn một chút. Thì bây giờ kiểu như là dịch đó, thường thường là giờ này nè, cái con đường này là không cho, không phải là không cho xe chạy mà là trang trí hoa hết cả một đường dài xuống luôn, tới tới tận quảng trường luôn. Cái này là trung tâm của thành phố luôn rồi, cho nên trang trí nó nhiều. Nhưng mà em thấy nó nổi nhất là ở thành phố mình luôn. Cái này chạy thẳng là quảng trường và bảo tàng. Thì bây giờ vẫn còn là sớm. Em hình như là em nghe nói là ngày 28. Ngày 28 thì họ mới bắt đầu là trang trí đường đúng hoa. Đúng rồi, 28. Ngày 28. Còn bây giờ thì nó chỉ là bắt đầu thôi, bắt đầu làm thôi. Nhưng mà bây giờ em thấy người ta cũng bán hoa nhiều lắm luôn á. Không biết là mọi người có muốn đi cùng đi tham quan những cái vườn hoa mà... Có. Bây giờ... Hai đứa vô đây rồi xong người ta tới đông đen gì. Không, em nghĩ là bây giờ mình nên đi để khỏi người tránh ủng tắc giao thông. Cũng để cho người ta vào nữa. Đây thì mình cùng đi tham quan không gian cảnh tết về đêm quê mình. Đi qua vườn bông. Sao cho con coi chứ? Sao lắc này không cô? Trời ơi, sao con chóng mặt cái gì? Cô lắc mà con muốn xỉu rồi. Ở trong nước à, cái này nước mắm này. Còn cái này là đường. Ai thích ăn ngọt thì ăn. Còn cái này là muối. Ở đây sò lắc nhìn đã chứ ta. Dạ cũng được. Em thử miếng. Dây điện em, dây điện. Kìa anh quay cô làm đây em thấy mỗi một cái nha. Cô bao nhiêu tuổi rồi cô? 60 tuổi mà còn bán xoài lắc nữa. Chơi á, cái nào cũng lắc. Con lấy gì? Lắc nó bến luôn. Dân chơi là mơ ước lắm luôn á, cái nào cũng lắc. Mấy mấy giờ mới nghỉ cô? Bao nhiêu cô? 20 cô bán tới mấy có giờ? Không? Bán 9 giờ tới giờ. Bán 9 giờ. Như vậy là ngắn dài mới. Canh đêm thì mình quay nó không được sáng lắm. Đây là bông màu gà, màu gà. Đây, đêm nay là đêm chợ hoa mà tụi mình muốn review cho tất cả cô chú anh chị xem theo yêu cầu của khán giả trên kênh Sắm Dừa TV và kênh Lê Đình Huy. Bà chủ này, bà chủ đẹp gái với ta. Ai dám mà quay bà chủ đây? Bà chủ. Ôi, anh coi bút này quá trời luôn này. Bà chủ cho em quay không? Quay bà chủ nè. Bà chủ như cái cây mai này mình bán bao nhiêu một chậu vậy bà chủ? Tùy em. Tùy hả? Dù mỗi cây thì nó mỗi giá khác nhau. Dạ. Tại vì nó có cây đẹp, có cây ấy. Dạ, bà chủ có gia đình chưa? Có rồi. Có rồi. Có rồi. Ho đã có chậu rồi. Đây là rực rỡ chứ ta. Bông này 5 cánh hay là nhiều cánh như thế? Dạ, theo em... trong cái vườn mai này thì thấy cái thấy đẹp nhất là bà chủ. Cái chỗ của chị này bán anh cái hoa nó ra mai, đều mai khác đều đó. Đó. Ví dụ mà tụi em quay rồi tụi em không mua được không chị? Dạ dạ em cảm ơn chị. Dạ chị dễ thương quá. Hôm nay tụi em đi quay hình ảnh năm mới gì ạ? Hình ảnh ho Tết, chợ Tết á. Giờ là mình có lúc đi cho mình coi.
Dạ. Kênh Sắm Dừa TV nha chị. Này chăm kỹ lắm chị, mà chơi hết xong mình chăm nó khó. Có gì à? Dạ, dạ. Rồi cô chú nào muốn mua mai thì tới đường 16 tháng 4 nha. Của chị chủ rất là dễ thương đây. Rất tiếc là chị đã có gia đình rồi. Rồi tiếp tục đi. Nãy giờ cái chất lượng hình ảnh nó không được tốt đó cả nhà. Cho nên là thông cảm cho Huy nha. Hôm mai rừng này đúng không anh? Chết rồi, bị mấy cô phát hiện rồi. Dạ, cảm ơn cô nha. Rồi, chúc cô mừng năm mới cô. Dạ. Rồi, đi quay chợ Tết, chợ hoa mà bị cô chú phát hiện. Hả? Cái này là ở mình gọi là tắt. Em đợi chút xíu, ngăn cho Vi mượn cái mic đi. Đây, đây. Hình như, vẫn còn mở kìa. Không có nghe được đâu, nó bị ồn á. Đó là gì vậy đó? Sắm dừa á. Chắc là bị phát hiện đó. Chúc em năm mới vui vẻ nha. Cái cây này ở quê mình đó. Ở quê mình. Còn ở miền Bắc hình như là gọi là quất. Quất hả? Đúng không ta? Không có đúng hay không nữa thì cái gì cả nhà comment ở dưới nha. Rồi. Ok, đi. Thì ở đầu video á, thì Huy có quay một số hình ảnh của mấy cô, mấy chị, chú đang bán những cái loại cây. Nhưng mà do Huy chỉnh bên góc rộng nó bị bể. Cái gì vậy? Bên này hình như là bị bể hình á, cho nên mọi người thông cảm. Bây giờ Huy sẽ qua bên khu vực bên này để quay thử. Có cái cây gì mà tại sao mấy chú lại... Cái cây đại không ạ? Lại tập rung đông cái này ta. Nó có 3 triệu thì mình trả triệu rưỡi đó. À, cái cây đó đẹp. Công ty chẳng lẽ nó trả nó 3 triệu mình mua 1 triệu. Như có vấn đề gì? Vấn đề là như thế nào? Là khách hàng như là cả lòng vòng cãi lộn với chủ bán mai luôn. Cãi lộn? Đó, cái cãi lộn á, lo phụ con. Bán còn cãi hả? Còn cãi. Ồ, người ta đã bán cực khổ khó khăn rồi. Có bao nhiêu đồng đâu mà sao lại? Như em đi á là nhưng mà trả là còn có triệu rưỡi thôi. Cái này của chú hả? Ừ. Wow, cái này nuôi chắc lâu lắm rồi này. 39 triệu. 39 triệu. Đây luôn không? Mà mất 9 triệu mẹ đợi. Triệu à? Cây mai 30 triệu. Có khả năng là. Ồ, cái cây mai 70-80 triệu ở đâu vậy chú? 20 năm rồi. 20 năm hả chú? 20 năm mới ra được cái cây như vậy nè. Trời ơi. 20 năm mà được có 30 triệu thôi. 20 năm rồi mới ra được có bao nhiêu này? Khổ vậy ta? Khổ công, khổ chồng, khổ lắm chứ. Khó luôn á. Đổ xuống là đi về hơn 1 triệu rồi. Đi về hơn 1 triệu. Cái rồi giá vận chuyển như thế nào chú? Vận chuyển là cứ cẩu lên một lần là 500 ngàn. 500 ngàn một lần lên. Còn đó một dòng nha. Dạ. Còn 2 dòng là 1 triệu. 2 dòng 1 triệu. Rồi tiền cẩu thôi đó. Chăm sóc nữa. Còn chăm sóc nữa. Đúng rồi, Bình Định. Dạ. Bình Định chuyển vô đây này. Cái này là bông nhiều cánh hay là 5 cánh chứ không? Nó 12 cánh. Còn cây mai trước là cây mai mai thơm. Cây mai thơm. Mai thơm á. Nó đỏ thơm á. Mai thơm. Là cây mai lớn á. Dạ. Còn cây này cây cúc. Cây này là cây mai cúc nhiều cánh này. Nhìn cái hoa mai nó y như là cái bông cúc luôn. Đây này, rất là đẹp luôn rồi. Đó, bà con ai tới đường 16 tháng 4 ủng hộ chú nha. Chú tên gì? Chú Phan. Chú Phan. Rồi, ủng hộ mua cây này cho chú nha. Cây còn điện đỏ này. Tội cho chú lắm, thức đêm thức hôm canh mấy cây mai này. Tại vì nó có chân á. 20 canh đêm mà không biết nó chạy. 20 năm nha. 20 năm thì chỉ có 30 triệu thôi. Mai thơm. Okay, cái này cũng to nè anh. Mai thơm. Đây nó có mấy bông này để em thử. Mai thơm đọt xanh. Mai thơm đọt xanh. Dạ. Cái này là mai tiếng vua của Huế. Huế chứ. Mai tiếng vua là nó như thế nào ta? Đây là những chiếc xe tải. Cô chú đang đưa mấy cái chậu hoa xuống nè. Chuẩn bị hoa xuống. Rồi, hoa chuẩn bị xuống nè. Cái khu vực này mấy anh đã mua sẵn rồi. Phải mua rồi anh thuê. Chuẩn bị đưa chậu xuống. Tại thì mình đang ở Quảng Trường. Thì phía trước mình là chợ hoa, là thường mỗi năm là ở trong đó
nó sẽ dành riêng cho một khu là dành cho các thương hiệu thương hoa. Thì bán trong đó là hoa nè, hoa cúc nè, hoa mai nè, tất cả các loại hoa mà mọi người muốn bán thì nằm trong một khu đó, bên đó. Bây giờ mình sẽ đi vô đó cùng tham quan. Nè, mấy cây mai này cũng rất cao luôn. Cũng đẹp này nè. Cái này là những cái tàn tự nhiên. Dạ. Dạ rồi em cảm ơn chị. Đó, ôi, nụ nó này. Nụ nó đầy luôn à. Và em rất là thích những cái cây mà nó có tán điều gì nha. Dạ, đây là cái tàn tự nhiên. Gọi là tàn tự nhiên này. Đó. Bên này là hoa giấy này. Hoa giấy ngũ sắc. Hoa giấy. Wow. Thường là ngũ sắc là tượng trưng cho cái sự may mắn ha. Khủng khiếp. Đủ màu luôn. Cái này là hoa giấy người ta ghép đủ màu vào bên trong này. Mình thấy có màu cam, màu hồng, màu đỏ. Rồi màu, màu xanh, màu đỏ thẫm đó nè. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn này. Màu trắng nữa. Wow. Nhìn khủng khiếp. Ui. Ngũ sắc. Ngũ sắc. Chùm ngùi. Em đó, ngùi. Cái màu đỏ. Cái màu đỏ này anh. Rất là đẹp luôn này. Màu đỏ. Nhưng mà em nhớ cái này cây dài mà đúng không anh? Bé bé nhánh về ghép. Có ai không? Alo. Nhánh này nó gãy rồi chú à. Chú nhưng mà nhánh nó gãy rồi chú. Được. Nhánh này gãy. Mà cái bông ngũ sắc này cái màu đỏ rất là đẹp nha. Wow. Rất là đẹp. Khu chỗ này là bông giấy. Có cái màu sắc á, nó rất là rực rỡ chứ không phải giống như là những cái bông giấy mà nãy giờ em mới thấy được mấy bụi hoa cúc nè. Bây giờ mình sẽ qua review bông cúc truyền thống. Bông cúc. Thì bông này là không thể thiếu luôn, mỗi năm hoa cúc. Hình như này là cúc cúc gì ta em quên mất. Bà chủ à, bà chủ đuổi đi á. Wow. Wow, đi. Phải không? Sao thấy hay như vậy? Trời, nhà bá luôn. Từ nha. À, đây là chợ Hoa Xuân. Chúng ta có thể đến là quảng trường 16 tháng 4 đến ngay cái cổng chợ Hoa Xuân này. Mọi người có thể thấy một cái cây mai gọi là cây mai khổng lồ. Không biết là cái giá của nó là bao nhiêu đây ta. Siêu to. Cây mai siêu to khổng lồ của bà Tân hay sao ta. Để gọi hỏi bà Tân thử. Wow. Đây có phải là cây mai không? Cây mai á. Nụ kìa, anh coi nhìn bông nụ kìa. Đây cây mai nha. Đều luôn à. Cái gốc nó này. Này phải mấy chục trăm triệu chứ. Rồi có ai hỏi thử cái giá nó bao nhiêu ta? Bên chủ bên kia hả? Bên kia cái cây bự luôn kìa. Anh quay xa tới cho cả nhà xem coi, trời nó đều mà. Vừa bông nè, vừa lá nè. Đẹp lắm. Vừa hoa nè, quá chừng. Mình đi ở dưới đây thì cũng có vài cô chú anh chị cũng hình như là nhận ra mình. Dù là mình bịt khẩu trang. Wow. Khủng tháp chàm. Đấy, có đây, mai khủng luôn à? Mai khủng tháp chàm. Ở đây anh để một con trâu với lại một chú tiểu đang tuổi 6. Chú đang tiếp khách. Đợi xíu mình hỏi thăm chú thử xem như thế nào. Chú ơi. Dạ. Ủa cái mai này là của chú hả? Ủa wow, sao nó to chứ ta? To, anh nhìn mấy cái chậu trong kia kìa, bán thiết luôn. Chú đúng không ạ? Con tò mò một xíu được không chú? Cái cây mai đó, cái giá nó bao nhiêu tiền vậy chú? Đã bán cho người ta mấy chục triệu rồi, giờ họ để bán 100 triệu. 100 triệu? Ờ, ấy là người ta mua xong người ta bán lại. Wow. Ấy là chú bán người ta nó 70-80, nhưng mà người ta mua xong rồi người ta đặt đó, người ta bán lại giá 100. À, chị B là đó để. À. Chứ thực chất là chút chút đâu của chú bán. Wow. Anh nhìn mấy cái bụi trong đây của chú cũng to nè. Chú toàn là cây khủng. Toàn cây khủng không à. Số 1 Minh Thuận. Số 1 Minh Thuận luôn chú. To. Chú tin gì? Đó, cái đó. À, gặp Pano. Pano. Rồi đây. Nhìn khác là biết liền này. Chắc là ai ở Ninh Thuận cũng biết nè. Có số điện thoại luôn. Mọi người có thể liên hệ chú để tuyển cho mình một cái gốc mai đẹp nhất. Nhận chăm sóc tại nhà, khai thác đào bới những cây cũng. À, dạ à. Dạ rồi, cảm ơn chú, hay quá. Tìm được đúng. Chăm sóc tất cả mọi dịch vụ đều cần liên hệ mình. Dạ. Công nhận mà chú nuôi khủng thì cũng tìm đúng người. Một vàng
đây này, bên này là nãy giờ tụi con một đi cái một gốc khu mai là cái cửa hàng của chú là cái tay vô là mọi người nhìn cũng biết là nó to nhất là đẹp nhất luôn á, khổng lồ, kể cả bông giấy nữa, bông giấy phần đế rất là đẹp. Ở đây có một cái cây sung hả, nè bông giấy nè, bông giấy cũng đẹp nè, cây này khủng không là do bên kia nó đẹp là nhờ lá với hoa nó đều, còn bên này là đây cũng là đẹp nhưng mà chưa không ra thể hết. Tin được là ở đây có những cái gốc mai gọi là khổng lồ như thế này, rất là to này, chứ có thể là tính tới hàng chục hàng trăm triệu một gốc này, trăm triệu chứ. Dạ, tầm 80 triệu á. Cây bên kia là 70, 80. Cây bên kia là 70, 80. Cây này nó khủng hơn nữa. Anh tầm 70-80 á. Chiều cao nè. Gì đứng vô kìa. Đó. Em bằng cái chậu à. Ừ, bằng cái chậu à. Cao quá chừng luôn. Wow. Tổng lồ. Đẹp quá ha. Vậy mà mình không hiểu người ta lặt lá nó như thế nào, bắt than lên lặt từng lá từng lá. Này, ví dụ mà người ta lặt lá thì người ta bắt cái than lên rồi leo lặt từng lá luôn, từng nhánh bắt nhàn giáo luôn chưa là biết chừng nào lặt xong, cực lắm mà nó bán giá đó chứ. Wow. Ây da, mỏi tay quá. Cái bưởi kìa, bưởi bỏ chậu kìa anh, bưởi ra trái bỏ chậu, bữa đó là bưởi ghép. Hôm bữa em thấy anh Huy có mua mấy gốc mai mà đúng không? Ờ đúng rồi. Đây. Nữa. Không thể tin được gốc mai này đã có cái độ tuổi nó trên 20 năm và cái giá trị của nó thì bây giờ là rất là lớn rồi. Nếu cô chú anh chị nào mà có nhu cầu có thể đến Phan Rang tìm hiểu, đến đúng cái địa chỉ này trước cổng của chợ là sẽ gặp chú Ba Hô, rồi tiễn cho mình một cây, đảm bảo tuyệt vời luôn. Ở trong này còn có rất nhiều loại mai nhỏ hơn này. Những cái chậu này chúng ta có thể chơi được ở trong nhà vào những cái dịp Tết. Nhiều lắm nha, đẹp lắm nha. Nhỏ cây này rất là đẹp. Cây này tương lai rất là khủng. Nụ rất là nhiều, nhưng có điều cái nụ này nó hơi nhỏ chút xíu. Do chậu nhỏ anh. Nụ mà nụ to mới ngon. Xe nha, phía sau xe. Chùm bầu nữa kìa. Bên khu vực này thì chúng ta thấy là đa số là tắc và cúc. Bên này thì là mai. Mai bên trong có bông giấy nữa. Bông giấy rồi cái này là hình như bằng lăng này sao á. Bằng lăng này. Ủa, vô tầm. Vô tầm này. Đâu có chữ đâu. Chú chữ. Đó, dạ, dạ. Chú chữ. Ở đây cây này cái gì vậy ta, hình như là mình thấy cái trái này nó kỳ lạ như thế nào á, mình không biết trái này là trái gì luôn các bạn. Xịt nước ngọt lắm á. Cây này là cây dâu tầm. Dâu tầm thì nó có những cái tác dụng như là giúp cho những em nhỏ mà mới sinh á mà hay khóc á, chúng ta để đầu giường hoặc là dùng cái lớp vỏ của nó làm những cái vòng tay đeo cho những bé khỏi khóc canh đêm, rất là tốt. Và đây là những cái trái dâu. Ôi đừng xin phép chú cho review một xíu. Cái này cây của chú hả chú? Không, cái cây này của chú Pano luôn á. Chú Pano hả? Của gì? Đây là hai trái sống. Xin mời cả nhà nha. Ngọt gắt luôn. Trái sống này Hùng này. Trái này là trái sống. Nó vẫn ngọt luôn. Ngọt gắt luôn. Nhưng mà em thấy trồng hình như trồng ở ngoài đất nó ngon. Đúng rồi, trồng ngoài đất ra đó. Đây nè, bỏ đây nè. Cây này bao nhiêu một cây ta? Cây này mắc tiền lắm. Đây qua bên kiếm, đây kiếm gốc về. Bên này nó hơi bị tối á, nãy giờ cái hình ảnh chất lượng nó không được rõ ràng, mọi người thông cảm nha. Đêm nay thì mình cảm thấy cái không khí Tết nó đang tới rất là gần rồi, tầm khoảng một tuần nữa thôi. Video này thì không biết là đăng vào ngày nào, nhưng mà đêm ngày hôm nay là đêm 23, là đêm tiễn ông táo đi. Cái màu của nó này đẹp luôn hả?
Màu cái màu của nó đẹp đó nha, không giống như người ta trồng ở nhà, nó màu nó lật thôi. Cái gì đây? Đỏ đỏ đậm luôn. Nhưng mà em thấy dâu trồng gai xương rồng. Đây là gai xương rồng. Hoa giấy nè. Hoa giấy thì nó lẹt lẹt mà một cái cấu tạo của cái thân gốc này rất đặc biệt, rất lạ và kỳ quái. Còn một cái bàn đế này, bàn đế của cái rễ này rất là quái luôn. Ở trên là xòe tán ở phía trên. Đã có người mua một chậu giấy đi rồi kìa. Đó, khách ở đây mua rất là nhiều của chú luôn. Hình như là tại cái vườn cây này của chú ba thì rất là uy tín và rất là đúng cái màu giá cả phải chăng, cho nên là chắc người ta mua rất là nhiều. Ở đây còn cái cây gì là lạ nữa hay không ta, để mình xem thử nha. Cây này cây gì vậy cô hả? Cây khế hả? Không phải đâu, cây chùm ruột. Ủa cây chùm ruột hay em tưởng là em nhìn xa em tưởng là cây khế. Không phải luôn. Cây cốc thôi chứ. Đấy không, cái này cây rừng. Cây rừng nhưng mà người ta có thể tạo dáng được rất đẹp nè. Dáng này không biết là dáng gì, nhưng mà mình sẽ đặt cho cái dáng này đó là dáng lông, tại vì nó giống như con rồng. Phật phải chữa. Không, nhìn xa em tưởng cây khế. Cây khế hả? Đó, khi mà bà con ở đây người ta bán hoa là người ta sẽ ở lại vị trí này để giữ cây luôn. Cắm lều luôn kìa. Có người được cắm lều, cắm trại đây luôn. À, mình qua đây mình cắm trại luôn. Ủa, anh bán cây ở đây hả? Dạ đúng rồi anh. À, anh bán xuyên đêm luôn hả? Dạ đúng rồi anh. Anh bán từ hồi lúc ngày mấy tới bây giờ dạ, đó? Dạ ngày 19 mới ra bây giờ anh. Trời ơi, vất vả vậy ta. Bán được không anh? Bán có bán, được không? Giờ năm nay khách mua vắng ít lắm. Vắng hả? Không biết tại sao anh hả? Hay là dịch kinh tế người ta khó khăn á? Là anh bán ở đây được bao nhiêu năm rồi? Năm nào anh cũng bán? Năm nào cũng bán ở đây hết. Năm nào cũng bán luôn. Bông bóng có mua mai không anh? Chị ơi, mua cái mai về làm quà đi anh chị ơi. Bông bóng là có mua mai được không? Dạ, bông giống quảng cáo để cho anh chị bán đắt bao hơn. Bao đẹp luôn. Dạ. Bao đẹp bao rẻ luôn. Chứ mà bán như thế này thì rất là vất vả luôn, thức đêm thức hôm mà bán một cây lò có bao nhiêu đồng, mà đôi khi là khách còn trả giá này kia nọ nữa thì đó thấy rất là thương. Nên cô chú anh chị nào mà xem video này á, đến cái vị trí chỗ này thì gần cái cổng chợ này, ghé qua anh trai để bán. Chào nha, chào mấy cô chú anh chị. Đúng nha. Rồi. Hello. Cố gắng lên anh. Yeah. Anh bán hàng rất là dễ thương luôn. Tội nghiệp những cái cô chú anh chị bán hàng ở đây á. Năm nay tình hình dịch khó khăn nên là cái nhu cầu mà để mua cây cảnh Tết thì cũng hạn chế đi bớt. Thì cũng rất là tội cho các cô chú. Rồi, thì vừa rồi là những cái hình ảnh mà mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người, đó là một buổi chợ đêm, chợ hoa đêm cũng khá là đẹp tại ở quê hương Ninh Thuận của mình, đặc biệt là tại khu vực đường 16 tháng 4 ngay gần công viên, và những cái chỗ cái tượng đài có đối diện đó là viện bảo tàng rất là nổi tiếng tại Ninh Thuận đó. Chúng ta nếu có dịp ghé ngang qua đây, tranh thủ sớm sớm trước Tết nha. Tết xong tới Tết là không có còn cái gì đâu. Thì thường á, mỗi năm á, trước viện bảo tàng nè, thì họ làm nguyên một cái công viên hoa luôn. Họ làm gọi là một công viên hoa. À, nào là những đặc sản của Ninh Thuận nè, là nghề nghiệp mà đặc trưng ở quê mình á, bao nhiêu truyền thống của Ninh Thuận mình là dồn vào cái khu công viên đó hết. Nên mình đi ngắm rất là những mỗi năm thay đổi kiểu như thiết kế của họ rất là đẹp. Nhưng mà năm nay tình hình dịch nên là để hạn bớt cái sự đông đúc, hoặc là với lại cái nhu cầu về kinh tế của tỉnh á, thì năm nay mình chỉ chơi được cái những cái đèn đường thôi, với lại một cái đường hoa ngay cái chỗ mà con hổ lúc nãy là mình có review á. Thì bảo tàng anh chị mới vô chưa? Thì ở trong bảo tàng thì nó cũng trưng bày những cái lịch sử nè, cho chăn nuôi cừu hay là những biểu tượng của dân tộc nha, những người dân tộc sống ở quê mình, Ninh Thuận mình có bao nhiêu dân tộc thì ở trong đó họ trưng bày hết bằng những cái hình nộm, mặc những cái áo phong tục, cũng có nào là cũng có nước mắm rồi nữa. Vậy hả? Nói chung là mắm cành á hả? Nói chung là đầy đủ tất cả trong trong bảo tàng rồi. Ok, bây giờ nếu mà
Còn cái gì nữa mà lạ hơn nữa thì mình sẽ tiếp tục quay. Và bây giờ theo cái con đường này mình sẽ tranh thủ lần lần đi về tại vì cũng như đó thôi. Canh đêm á, thì cái hình ảnh nó không có được đẹp và nó không có được đầy đủ á. Mong mọi người hãy thông cảm cho Huy. Đúng rồi, canh đêm thì nó hay và nó nhộn nhịp, có rất là nhiều cái hình ảnh khiến chúng ta gợi nhớ lại khi mà ở quê mà đi xa xứ không có cơ hội mà để về quê để nhìn thấy những hình ảnh này. Thì chúng ta hãy xem đỡ những video của Huy nha. Có ai muốn ăn cái gì nữa không? Trứng cút nướng nè. Cút nướng hả? Ngồi nghỉ mệt không? Coi nướng nè. Ngồi nghỉ mệt ăn trứng cút nướng không? Hình như có bán bánh tráng luôn á. Đây. Thử đây. Đây đó, review cái món này thử coi. Ây da. Rồi, chào chị. Rồi, ai bắp nướng luôn. Hai ba trái nha, 2-3 trái, 1.000 một trái. Ủa, bao nhiêu một trái chị? 10.000. Nghĩ sao bắp ta bán 10.000 kêu rau giá có 1.000 à. Này, mấy củ khoai lang này, to đùng gì, nướng nó chín luôn chị. Chín hả? Ồ, củ khoai mà to lắm. Này bắp bánh nem. Thì theo mình thấy là khoai lang rồi bắp bánh nem rất là ngon, cho nên chị lấy em 10 cái trứng cút nha. Dạ, ăn tại chỗ. Ở đây có bánh chén mắm ruốc nữa hả chị? Dạ, bánh chén mắm ruốc cũng rất là ngon luôn. Thì khoai lang nướng cũng ngon luôn, ăn lúc mà xe xe lạnh rất là đã. Bắp mắm nem là đặc sản tại quê mình. Bắp nem là quá ngon đúng không? Cho nên là thôi lấy em trứng cút ăn đi. Bao nhiêu trứng cút em? Dạ, 10 trứng. Lấy trước 10 trứng đi. Rồi mình bán như thế này thì mấy giờ mình nghỉ chị? 11 giờ mấy mới nghỉ. Trời ơi, vất vả quá. Một đêm vậy mình bán được bao nhiêu tiền? Tùy à, đi mà. Dạ. Lúc đắt nhất là được bao nhiêu? Cô vốn cô là 300, 400. Vốn là luôn 300 một đêm. 3 triệu một đêm chứ. Nhìn là em biết là cái này bán với 3 triệu một đêm. Đúng không? Đó. Khoai lang là vàng, bắp là bạc, trứng cút thì là trứng. Thấy vậy thôi nha, mà rất là ngon đó. Mọi người ghé ủng hộ cô chú nha. Dạ, mình bán được bao nhiêu năm rồi cô? Hơn 10 năm bán ở đây. Lúc nào đi ngang cũng thấy cô bán. À, bán chắc là thời mình còn đi học rồi. Bây giờ mình to đầu, riết quen trời ơi. Bàn tay mà rờ vô trứng, rờ vô lửa luôn, không có sợ cái gì hết á. Ồ, thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Nghe mình nói cái ráng trà vô. Dạ. Xịt ra, đúng hay luôn. Thôi như mấy ngày Tết này thì chắc không sao. Chứ là em tập vất vả lắm, thấy mấy cái nghề bán đồ ăn vặt như thế này này. Tốt cả đêm mà. Chuẩn bị. Đang ngồi ăn cái sách ghế chạy đó. Khổ lắm. Nhưng mà mấy cái này còn đơn giản nha. Mấy món này đơn giản á, không cần chế biến cầu kỳ nhiều. Dạ, qua bên kia ngồi ăn. Đây, qua đây. Bây giờ tụi mình sẽ ngồi đây ăn. Ngon lột cho Hùng nha. Dám không lột, quần rách rồi. Không có, không có. Để sao ngồi trước bà bán đồ ăn mà quần rách là chết luôn. Ngân nó khóc bây giờ. Vậy hả? Đâu có chạy đi đâu hả? Rồi. Để mình thử cái trứng cút nha. Trứng cút thì mình kêu chị luộc luộc hồng đậu, ở nướng hồng đậu. Cũng còn hồng đậu ăn ngon, đúng ngon luôn, đúng ngon nè. Ngon phải không? Nghĩ sao bàn tay chị lăn 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 luôn mà không ngon. Nóng quá là mình bực mình là mình ăn luôn giỏ luôn á. Ăn giỏ được mà anh. Được hả? Mà điều đó sợ chứ. Mà ăn nó giòn giòn. À. Ê, xin phép mình bóc tay luôn nha. Béo lắm. Quên mời cả nhà đó. Mời cả nhà. Em định đọc mở cho em. Mời cả nhà nha.
vui quá. Chợ Tết nói chung là cũng rất là vui. Rất lâu là nó tính đúng ra là nó tầm tròn được một năm rồi đó. Suy nghĩ thì đúng một năm chứ sao, có cái dịp mà Tết nào mà hai năm đâu. Mình kéo xuống bên ai giờ biết thôi, khi nào công an đi qua nó hốt người ta. Nó chơi em thấy bánh tráng nướng là bắt nguồn từ mình đó, chứ không phải là bánh tráng Đà Lạt đâu. Ủa? Bánh ở Đà Lạt là kiểu mẹ nó biết mình thôi, chứ không phải là từ mẹ nó là của Đà Lạt đâu. Kiểu như là bánh tráng mắm ruốc là của mình chế biến ra những cái kiểu mới. À, nguồn gốc là của mình chứ không phải là của bánh tráng Đà Lạt. Ừ. Ê, mình ăn gì nè mọi người. Mình nhai luôn cái ruột ở trong còn cái vỏ nè. Nóng quá. Ăn nóng nó lại. Là nó béo. Hai cái hả? Mà ăn trứng nó mát chứ nó không có nóng. Nướng em mờ trứng thôi. Ăn không đủ đã. Béo ngon. Đã mà nó thơm cái mùi chất cút á. À đúng rồi. Nó không giống trứng gà không hả? Kiểu nó không có tanh. À. Thơm cái mùi. Thơm. À, anh tưởng trứng đà điểu chứ. Nói mà thơm trứng đà điểu là có chuyện liền. Ngon quá ta. Bên trong nó vậy nha mọi người. Đâu đâu đâu. À, wow, đã vậy. Rung 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 luôn nha. Rung rung là nó sợ. Hết cái toạc. Đó. Thì vừa rồi Huy đã chia sẻ và review buổi chợ đêm, và đêm nay là đêm 23 Tết, đêm đưa ông Táo về trời. Rất là vui thì cô chú đã dành chút ít thời gian ra để theo dõi kênh Sấm Gì TV, thì cũng như theo yêu cầu của khán giả là review chợ hoa Tết ở quê mình như thế nào. Thì mong rằng là cô chú sẽ yêu quý tụi mình hơn và luôn luôn theo dõi kênh Sấm Gì TV, đặc biệt là tại cái chợ ho đến đang wow wow.